Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Trinh sẽ nhận xét bài của bạn Lâm sau khi mà bạn học cái bài số 2 này và cũng là sửa bài tập luôn nha mọi người. Đó, cái quan trọng là phần sửa bài đây. Chị Hà thì Trinh lấy làm ví dụ là gì? Chị Hà làm hết trước những cái video rồi, còn Lâm thì sẽ làm sau. Đó là chỉnh chu lại, là làm bài tập này kia là phần sau là có Lâm. Rất là cảm ơn em vì đã hỗ trợ. Lâm có video, có cái mặt của mình vô trong đây luôn. Đó, để các bạn có thể nhìn. Thì mọi người có thể so sánh mình với Lâm, đã bản thân mình với Lâm, đã coi các bạn giống hay khác, đúng hay sai những chỗ nào, được chưa? Thì sẽ nhận xét trên bài của bạn Lâm. Nhưng mà Lâm này cũng kỹ tính lắm nha, cũng là mặc dù là trước đây lúc mà mình nói chuyện với bạn á, thì bạn có những cái khiếm khuyết về phát âm có khá là nhiều, và cái miệng á, khẩu hình miệng á, không có tròn vành rõ chữ, nhưng mà cái bài phát âm này của Trinh coi với bạn là có cải thiện rất là nhiều so với cái trước đây mà Trinh gặp bạn. Và với lại mọi người cũng biết Lâm là người bình luận rất là rôm rã ở trên cái kênh của mình, về ngữ pháp có, từ vựng có, tất cả đều có. Bây giờ có thêm phát âm này nữa là coi như em là gần như full giáp. Đó là có tất cả, cố gắng rất là nhiều nha. Bây giờ mình sẽ nghe thử bài của bạn nè. Đầu tiên là âm y dài. C O E. Đó, ok. Tất cả âm y đều làm đúng. Những âm khác là Trinh sẽ không nhận xét, tại vì chưa có học tới. Mình chỉ tính cái âm y thôi nha. Những âm khác mình chưa có chỉ cho bạn, bạn cũng không cần chú ý những âm đó, chỉ chú ý âm y ngày hôm nay là đúng. Đó. Còn muốn nhận xét thêm là agree là âm r này kia, rồi team là chữ thở, nhưng mà hai cái đó là phụ âm, chưa có tính tới mà. Hôm nay mình chỉ coi âm y, và mọi người cũng chú ý cái âm y của mọi người thôi. Còn những âm khác không sao, từ từ tính, mai mốt mình học phụ âm xong mình quay lại đây, mình thấy có những cái chữ này mình cần cải thiện, mình sẽ quay lại, mình sẽ làm lại. Đó, còn hôm nay là chỉ âm y thôi nha. Field, piece, đó, đẹp. Piece, meter, secret, evening, echo, Peter, museum, European, Chinese, Japanese. Rồi, ok đó. Thấy không? Y có mở miệng ra. Đó, đàng hoàng hết. Hay là IE với lại Y là đọc giống. Key. Key. Ok. Kilo. Liter. Pizza. Police. Machine. Magazine. People. Dạ đó. Machine, chỉnh nhẹ thôi, chứ chỉnh thêm cho Lâm thôi để bonus thêm cho bạn, chứ giờ bạn không có gì để nhận xét về âm y. Bạn có mở khẩu hình rất là tốt, mọi người thấy không, có mở miệng ra, thấy chưa? Trước đây là em quên cái vụ này nhiều lắm đó, mà giờ làm này là thấy đẹp ra, khẩu hình đẹp ra rồi này, đọc câu đúng không? Can you see the sea? Đó, thấy bạn nhấn vô, nhấn hai cái âm mà mình đang tập, can you see the sea. Nhưng thực ra trong câu này thì hai cái đó cũng là yếu tố chính, bạn có nhìn thấy cái biển hay không. Can you see the sea? Đó, em là nghe listening cũng tốt, cho nên em đã có luyện qua listening rồi đó, tức là nghe cái bài này trước rồi em mới đọc đó. Cho nên nhấn âm là cũng ok luôn. Có một điều nó chưa mượt, tất nhiên mới bài 2 mà mượt gì đây, đúng không? Em có gấp khúc một xíu, nhưng mà có luyện đó mọi người. Nhìn bạn làm vậy thôi, chứ là thực sự là mọi người thử quay video mọi người đọc cái này coi. Đó, có làm được giống bạn này không là mình biết liền à, thấy không? So sánh là mình coi mình cải thiện nha. A piece of pizza please ấy chưa? Nhấn vào những cái thứ cần quan tâm mà. Peter's in the team. Đó, thấy người ta nói vần luôn không? Ghê không? Peter's in the team luôn, thấy không? A kilo of peaches and a little of cream. Để chị chỉ là peaches, này chưa? Peaches. Chị là sẽ làm nhẹ nhẹ chứ không sao, chứ peaches, là chữ chờ đó. Rồi, tiếp theo, cream là có cố gắng à. Please, can you teach me to speak Portuguese? Portuguese, đó, ok. Là cái âm y, mở phần miệng, bây giờ tới âm y ngắn phải không? Đây là âm y ngắn. If listen miss dinner swim
Busy, business, building, system. Cái chỗ này nó rất hữu ích là sao? Cái âm y á, dài ngoài dài ngắn ra thì nó viết bằng u đó mọi người. Nếu mà không học thì có thể đọc là busy, business, building. Vậy chứ chữ building này nè mọi người nha, chữ building này có nhiều người đọc building lắm đó, con nít nó cũng đọc vậy. Mấy cái đứa mà mới biết đánh vần á mọi người, xin dạy có mấy nhóc mà mới biết đánh vần á thì nói ui ui thì đọc vậy thôi, nó thiệt tình hết sức mà, đúng không? Nó đúng chứ đâu phải sai đâu, phải không? Thấy vậy đọc vậy, nhưng học vô đây thì biết là building. Còn con nít thì sao, mình sửa chai vậy thôi, giờ con đọc building cho nhớ, nó sai thì mình nhắc tiếp, chứ nó mà đưa vô phát âm này nó sẽ khổ, nó sẽ mệt lắm đó. Đây mọi người để ý đó, âm u mà đọc âm y cũng bình thường ha. Đó giờ rồi bạn vẫn làm tốt. 56. Rồi 56 chữ xích của em nha. À, lát nữa xuống đây coi chữ 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 xích đó là lát nữa ghi nhận xuống đây chị chỉnh cho coi. Dinner in the kitchen. Này đúng nè. Rồi cinema ticket. Đây, em thấy em đọc chữ ticket không? Chữ xích của em cũng giống chữ ticket luôn á Lâm nha. Six Sickers, cái chữ ticket đúng không? Em đọc chữ ticket, em có cảm thấy chữ tick không? Chữ tick nó có âm x á. Chữ x đó mang lên chữ sick, xong rồi thêm chữ s vô, six nha. Còn sick của em nó còn hơi, nó hơi thiếu thiếu một cái gì đó phía sau một chút, nó hơi sick sick nè, six. Nhìn vậy thôi chứ số 6 khó đọc lắm nha nhà. Six đó, mang chữ tick á, mang chữ x của chữ ticket gắn lên trên cái chữ sick á. Đó, làm vậy nha. Đó thì nói chung là cái đó em cũng sai âm đuôi thôi, chứ còn âm y em vẫn đúng đó. Ticket, sick, sick, ok. Quên, đừng cười nhiều quá, cười ít ít thôi. A picture of a building. Ừ, đúng rồi. Đọc chữ này đẹp nè. Đẹp đẹp lại là phải là picture. Ok. Rồi Lâm thêm cái đó nữa là đẹp, perfect luôn. Picture. Mấy âm R đó, làm sẽ common một xíu. Business. À, business. Rồi. Tới bài tập. Em xin kết thúc phần 1 ở đây và sẽ tiếp qua phần số 2, đó là phần bài tập. Ừ. Phần bài tập thì cứ mỗi phần thì em sẽ điền đáp án trước và sau đó sẽ đọc lại và dịch từng câu tương ứng. Ừ. Khuyến mãi dịch luôn kìa, đã chưa? Em này sau này mà em làm cái gì mình thấy cũng sẽ thành công luôn. Không có thể nào mà người như vậy không thành công. Nếu em có chút may mắn là em tuyệt vời, đúng không? Chỉnh chu, chín chắn, cẩn thận, kỹ lưỡng, tử tế, rất là dễ thương ha. Hiền nữa, bạn hiền lắm bạn ơi. Bạn kiểu nói chuyện mà em đâu có nhỏ hơn mình nhiều đâu, nhỏ hơn chút xíu mà em lúc nào cũng dạ thưa này kia, giống như là hả, một cái dành cho một cái sự tôn trọng rất là lớn. Mình cảm thấy mà mình ngại luôn á, kiểu như thấy giống như bạn mình thôi, đúng không? Nên mà không, em nói chuyện tử tế lắm mọi người, không có cà rỡn chút nào luôn nha. Mình coi video em xong mình thấy trời ơi, cảm giác một người rất đáng tin. Bài 2.1. Rồi em sẽ điền vô luôn cho mình ha. Đây em điền hết luôn. Đây mọi người đó. What shall we do this? Nghe lại. Bắt đầu đọc nè. Câu 1. What shall we do this evening? Đó. What shall we do this evening? Biết sao mà đọc cho hay không? Muốn biết sao đọc hay giống Lâm không? Em có nghe trước khi em đọc đúng không Lâm? Chị nói là chắc chắn là em sẽ có nghe trước, mà điều đó rất là tốt. Nghe em ta đọc nè. Câu ví dụ của 11. 1. What shall we do this evening? What shall we do this evening? Đọc liên liên mạch, nó nhấn evening. What shall we do this evening? Đó, Lâm cũng có nhấn, chị thấy Lâm cũng có coi đó. À, mình sẽ thêm cái phần đó nữa là mình sẽ hay, đúng không? À, mình điền cho mình đọc là chuyện của mình, mình luyện âm y là chuyện của mình, mình nghe của người ta cái giọng điệu coi nó trôi chảy làm sao, lên xuống thế nào nữa. Còn cái phát âm á chỉ là cái cách mình mở khẩu hình miệng thôi. Còn cái giọng là ở trong đây mình coi nó lên xuống nữa, đúng chưa? Câu 1. What shall we do this evening? Evening là không có sai, đúng không? Mà nghe trong video nó đọc cái kiểu này nè. 1. What shall we do this evening? What shall we do this evening? Nó thành evening á mọi người. Đó, sau khi mình đọc 8 điểm, evening, 9 điểm, evening. What shall we do this evening? Thêm chữ shall nha Lâm. Xong mình qua video một cái, what shall we do this evening? Nó ngựa lên chút xíu 10 điểm. Đó, 3 level khác nhau. 2.2.
ta dự định sẽ làm gì vào tối nay? Let's stay at home and watch TV. Đúng rồi đó. Đấy, 8 điểm, 9 điểm hết chưa? Giờ nghe 10 điểm mới đọc nè. Let's stay at home and watch TV. Let's stay at home and watch TV. 10 điểm đọc về 9 rưỡi đọc cỡ này. Kiểu giống vậy. Ráng ráng lên nha. Mình tự cho mình cái level nó lên luôn. Điểm mọi người đọc học với trên là từ 8 trở lên nha. Tại sao? Có đọc ra là có điểm rồi. Đó, bao nhiêu chữ tính bao nhiêu điểm vậy đó. Phải không? Chứ gì nữa. Ai không đọc thì không có điểm nào hết. Nhưng một khi đã đọc thì 8 điểm nha. Trời ơi. Chúng ta hãy ở nhà và xem TV. Đó, 8 9 điểm nè. Ok. Let me read. Email. Đúng rồi đó, nhấn vô email, đấy chưa? Đây, người 8 điểm, 8 rưỡi, 9 điểm nè. Let me read that email. Em muốn lên 9 điểm không chị à? Let me read that email. Đó, em vô giọng cái là em 9 điểm liền. Vì lần sau em để ý nha. Để tôi đọc cái email đó. No, it's a secret. Rồi, đó, khúc này là nghe giống 10 điểm nè. Nghe 10 điểm đọc nè. 2. Let me read that email. Đó, giống 10 điểm chưa? No. It's a secret. Thấy chưa? Câu này là 5 10 điểm nè mọi người. Đó. Ok, em có nghe rồi đó, chứ không phải chưa nghe đâu đúng không? Đọc hay. Đó, vậy mới được chứ. No, it's a secret. Mắc gì ngại, ta đọc lên giọng hay vậy thôi chứ đúng không? Đâu mọi người làm thử coi được không? Ok, nghe tiếp à. Không. Đó là bí mật. Câu 3. You know my friend. Để em pha này 11 điểm nè. Biết cái làm gì không? Phát âm của cái từ này. Hẳn đi, hẳn cha, phát âm gì. Đó, nó đi qua nó cha phát âm. Coi em nó giỏi chưa. Cha phát âm trên YouTube đàng hoàng nha mọi người. Xong, quay về mới đọc. Tra xong rồi đọc theo. Steve. Steve. Steve, đó, em đọc theo xong. Xong rồi em mới vô. You know my friend Steve. Đó. Có cái pha này vô là 11 điểm luôn. Tôi sẽ cộng cho bạn 1 điểm. Điểm ra cẩn thận, chuyên cần. Đó. Không biết tên, đọc Steve liền. Nhấn vô cho cha tên đọc. Yes. 3. You know my friend Steve. Yeah. Do you know my friend Steve? Là do you know? Hình you know. Bạn có biết bạn của tôi tên là Steve không? Yes. Có. Well, he's got a new job. He's joined the police. He got a new job. Got police, đúng không? Rồi, 10 điểm rồi. Well, he's got a new job. He's joined the police. Đó, đúng rồi đó. Cái chữ police là giống luôn. Đây, 10 điểm. 10 điểm, 11 điểm luôn. Đâu gì đâu, đúng không? Mới đầu còn 88 chưa đọc hồi đó. Là nó vô cái guồng rồi. Là 10 điểm thôi. Yes. Có đọc là có điểm. Cao luôn. Không đọc khỏi. Anh ấy vừa có một công việc mới. Anh ấy đã tham gia vào cảnh sát. Tén kiều, giỏi chưa? Đây là bài 2.2. Tìm những từ có âm y ngắn. Những từ những cái gây. Những cái manh mối đã cho. Mình đúng nói rồi. Là những cái hình ảnh nằm ở phía bên phải đây. Rồi, qua đây luôn. Em điền hết luôn mọi người. Và cái bài này mình chấp mọi người mở đáp án luôn á. Tức là mọi người không biết đáp án là gì, mọi người đây, lấy cuốn sách nó mở, nó có đáp án nè. Mọi người thấy chưa? Sách nào trên dạy cũng có đáp án. Cái cuốn, riêng cái cuốn này là Trinh chấp mọi người mở đáp án. Bởi vì sao? Cho dù mọi người nhìn đáp án ngàn lần, nó cũng không bằng mọi người đọc một lần. Đó, cho nên bài này có mở đáp án. Bạn có làm gì đáp án, coi hết đi. Thoải mái luôn. Càng tra từ điển, muốn làm gì làm. Miễn sao? Đọc. Có đọc cái keyword của mình là đọc. Cái cốt lõi của mình, mấu chốt vấn đề ở đây là phải đọc nha. Rồi có đáp án rồi đó. Đọc đi nè, người ta làm đáp án xem mình sẵn luôn. Sorry em, chị đọc lại. You can use a lift to go up and down in the building. Ok, lift. Bạn có thể sử dụng thang máy để lên xuống trong tòa nhà. Ngoài từ lift thì có thể dùng từ elevator. Được, nhưng mà đề bài đã là tìm, yêu cầu là tìm những từ có âm nhắn từ clip là rồi. Sẽ hợp lý hơn.
Mọi người nghe em nói không, là có thể dùng từ lift hoặc là elevator, nhưng mà đề bài phát âm cho nên nó chọn chữ lift. Thế là còn elevator đâu có chữ y đâu, cho nên là chọn chữ đó. Yes. Cẩn thận không? Okay. There are 60 seconds in a minute. Một phút có 60 giây. Ừ, đúng rồi. Câu 3. A dictionary is a book of words to help you with your English. Dictionary. Những chữ này là kiểu như cũng mới, không có trong kia, mà mình phải có thói quen dò từ, thấy không? Là em dò xong rồi em đọc, hoặc là em nghe xong rồi em đọc. Từ điển là một cái sách là bao gồm nhiều từ là có thể giúp bạn học tiếng Anh. Đúng rồi đó. Giờ nghe 10 điểm đọc nè, 10, 11, 12 điểm nè. Thousand thousand is a million. Rồi, a thousand. Thousand is a million là câu ví dụ câu 1 nè. One. You can use a lift to go up and down in a building. Đọc như là súng này. Súng đạn bằng bằng bằng. You can use a lift to go up and down in the building. There are 60 seconds in a minute. 60 seconds. Thực ra đang không phải chữ minute nó gây không, mà in 60 cũng là hả âm y nữa. Rồi Four. ok, nghe cái số 3 cái nữa. Three. A dictionary is a book of words to help you with your English. Đúng rồi, trời ơi nó dạy phát âm mà đọc quá trời luôn. Đọc chậm giống như Lâm đây nha mọi người. Có thể đọc chậm giống vậy, đừng có đam mê cái này quá. Mọi người đọc, muốn đọc nhanh thì đọc nhiều lần lên là nó sẽ tự động nhanh. Chừng khoảng 100-200 lần gì ấy, lặp lại một câu thì cái câu nó sẽ nhanh lên. Thiệt, không có giỡn không. 100-200 lần, không có nói giỡn đâu, thiệt á, là thiệt á. Kiểu như là ai mà biết á, kiểu bạn học tầm B1 trở lên á, thì có thể đọc khoảng 100 lần. Còn nếu không thì đọc 200 lần là tốc độ tự lên, mà lên tự nhiên, mà lên đúng luôn nha. Chứ không có gượng ép, cố gắng đọc nhanh để lên tốc độ thì nó sẽ bị gì sai, cho nên là cứ đọc nhiều lần lên ha là được. Còn không cứ như Lâm đây nè, chỉnh cái âm đúng của mình trước rồi đã, còn chuyện tốc độ thì nó nhanh không nhanh thì có làm sao đâu, đúng không? Trừ khi bạn phải luyện thi nghe thì đó khác. Còn thầy đang phát âm, mình muốn chỉnh âm tạ chậm từ từ. Warm in here. Open the window. Rồi, open the window, đúng luôn ha. Four. It's too warm in here. Open the window. Sao tự dưng bài đọc nó chậm bất ngờ. Nãy giờ đọc nhanh đi, trời ơi. Mới vừa nói xong đọc chậm. It's too warm in here, open the windows. Ở đây rất là ấm. Hãy mở cửa sổ. Ừ. Câu 5. Would you like a cookie with your coffee? Là bạn bạn có muốn bánh quy với cà phê của bạn không? Rồi, cookie, không? Cookie. Five. Would you like a biscuit with your coffee? Rồi, cookie là cũng có chữ y mà, đúng không? Mà đây là biscuit, chẳng qua là anh với lại anh Mỹ thôi. Để coi nha, đây cookie của mình nè. Là đúng chứ không có sai. Đây cookie chữ y của mình nè. Thì có chữ y, miễn có chữ y thôi. Cookie. Đó, còn không là nó sẽ có chữ biscuit. Ủa chữ biscuit của mình đâu rồi ta? Chữ biscuit đâu phải viết vậy. Rồi biscuit viết vậy. Đây cũng là bánh quy luôn. Biscuit. Yes, rồi đó, hai chữ đó nha. Tiếp luôn. Câu 6. Birds and plants have wings. Wings, wings, có âm ngờ wings. À. 6. Birds and planes have wings. Chị này đọc chậm hơn cái anh kia đọc thần thông quảng đại quá, đại bác xuống trường gì đâu, không nhanh quá. Rồi, birds and planes have wings, không? Đố mọi người chữ bird có âm y chậm không? Không nha mọi người, không phải nào viết y cũng có chữ y rồi nha. Cái này chỉ có chữ wing có y thôi nha. Rồi tới câu số 7. Con chim và những chiếc máy bay thì đều có nhiều cánh. Ừ. Câu số 7. You can see yourself in the mirror. Bạn có thể nhìn thấy bản thân của mình ở trong gương. Nó là đó. Từ vựng và ngữ pháp của bạn này vững, bạn này nói đâu cũng chuẩn hết mọi người. Seven. You can see yourself in a mirror. In the mirror. Đó, mirror, Lâm cũng làm đúng rồi. Tám. Don't drop rubbish. What is in the bin? Rubbish. Chữ bịch nữa Lâm, chữ bịch. Ít hát Lâm.
Rồi, rồi tiếp theo con chữ bịch sẽ đúng nha. Có nghĩa là đừng có vứt rác, hãy bỏ nó vào thùng rác. ừ, đúng rồi. Được ha. Mấy câu này cũng là còn xài được hết. Đó, toàn là mấy câu thường ngày thông dụng. Nhưng mà thực ra nếu bạn nào cơ bản quá không có từ vựng gì hết thì vô đây vẫn thấy khó. Nhưng mà bạn nào học qua từ vựng, qua ngữ pháp rồi, vô đây học hợp lý vô cùng. Drop litter. Put it in a... Cái file nghe này cũng mắc cười lắm. Ok, có thể là rubbish, có thể là litter. Litter cũng có chữ y nữa, litter là rác á. Letter. Yeah, mà rubbish cũng là rác luôn. Rác có nhiều chữ lắm. Rubbish. Rubbish cũng là rác luôn. Rồi trash cũng là rác luôn mọi người ha. Trash cũng là rác. Trash. Yeah, rồi tiếp nữa. Garbage cũng rác luôn. Ok, bốn chữ rác rồi đó. Garbage. Yeah. Rồi, được ha. Em không xài chữ litter, em dùng chữ rubbish, đúng mà. Khoanh tròn hay dài gạch chân cái Hết ngắn. liệt kê đây luôn. Rồi em làm ra luôn. Là cái nào dài, cái nào ngắn. Ra hết luôn. Cái này thì sao mọi người? Mình có thể nghe để làm, hoặc mình chủ động mình đi check trong từ điển để mình xác định luôn. Cái âm đó là nó bắt buộc phải đọc như vậy, là phải nhớ, chứ đừng có hỏi tại sao nữa, bởi vì mọi người cũng biết là gì. Cái chữ viết với cách đọc nó làm sao không ăn nhập gì nhau hết trơn á. À, đôi lúc nó vậy thôi chứ còn chưa chắc là, cho nên là em thì mình nghĩ là em đã check rồi, đúng không? Check rồi. Ở đây thì để coi đáp án luôn đi nha. Đó, bài này thì chắc mọi người đáp án đây đây. À, có luôn đáp án, giống chưa, là có green meat people pizza please repeat T3. Đó, thì này giống trong bài học của mình luôn mà. Rồi còn cái y ngắn là có big busy dinner give in listen office repeat V6. Yes. Rồi bây giờ nghe em thể hiện nha, quan trọng là phần đọc á. Rồi đọc lên nè. Pizza, please. À, thiếu một khúc à. Green, Green. meet, Neat. people, People. pizza, Pizza mở miệng cho Lâm. please, Ly chắc nó cũng hơi mỏi vậy repeat, three. đó. Free. Đó, như vậy là đã rất nhiều với bạn Lâm rồi đó. Rất nhiều rồi đó, kiểu bạn cố gắng dữ lắm mọi người đó, tại vì không quen mở miệng lắm và nó không ra ấy đâu. Bạn làm được tới video tới bây giờ mà không có sai như vậy là mình thấy là nể rồi đó. Nếu mà video này em quay một lần thôi chị bái phục luôn, hay đúng không các bạn? Trời ơi, học hành gì vậy, 100 người cũng không có ngán. Big, big, busy, busy, dinner, dinner, give, give, in, in, listen, listen, office, sit, tea. Chữ six đó em thoải mái rồi, chữ six cuối cùng là s mà, six, không, six, em có thoải mái làm s không? Xì hơi thoải mái, six, đó. Rồi tới mọi người đọc nè, nãy giờ mọi người đọc nhiều chưa, có đọc theo không? Đó, nãy giờ mình Lâm đọc mình cũng đọc theo, mọi người có đọc không nha? 13. Big. Busy. Dinner. Cái file nghe này thì nó đọc hết tất cả luôn để cho mình nghe, để mình làm bài đó mọi người ha. Đó mình nghe bây giờ, ví dụ như Lâm không có đáp án đó cho mình đi, mình nghe mình biết không? Big. Big. Busy. Busy. Dinner. Dinner. Give. Give. Giống nhau không? Giống hàng chưa? Green. Green. Đó. In. In ngắn à. Listen. Listen. Meet. Meet. Đó, meet nó nghe nó dài ra. Office. Office. Office thì thấy sao? Office. People. People. Pizza. Pizza. Please. Please. Repeat. Repeat. Six. Six. Đó. Six. T. T. Three. Three. Đó, đọc theo được chưa mọi người? Rồi, đọc theo rồi. Có thấy cái miệng mình thay đổi không? Big. Please. Busy. Busy. Repeat. Busy. Repeat. Đó, mọi người thấy không?
Y là y. Đó, ra vô khác nhau liền. Rồi, ok. Bài 2.4. Mà dù ở đây người ta nói là listen to check your answer, nghĩa là mình tự nhìn nó, mình biết nó là âm gì trước. Nhưng mà theo mình đó nha, nghe để làm cũng là một cách rất là tốt. Tại nhiều khi mình nghe, mình tập nghe, mình phải biết, mình nghe mình nhận diện ra, đúng không? Đó thì nó cũng là một cái skill cần thiết để gì mình nghe mình biết mình đọc lại được nữa. Đôi khi mình nhìn cái chữ mình không có từ điển hay gì thì sao mình nghe trong video, trong bài nghe của mình đó, đó mình sẽ viết ra được. Rồi tới của Lâm bài 2.4 nói qua đúng không? Rồi em làm đáp án. Cẩn thận ghê chưa? ABCD đầy đủ luôn. Chắc là đúng ha. Chứ mình không nghĩ. Nếu sai thì chắc mình cũng biết mà. DEF BAC. Đâu rồi? DEF BAC rồi, đúng rồi đó mọi người. Check đáp án lại đúng luôn. Nghe, giờ nghe em đọc trước cái đã, nhận xét rồi nghe cái mẫu rồi mọi người đọc theo. Office, office, S cuối cùng thoải mái rồi, office. Rồi, office, we always busy in office, ok. Chúng tôi luôn luôn bận rộn ở trong văn phòng. Câu 2, would you like tea or coffee? Bạn muốn dùng trà hay cà phê? Like tea or coffee, đúng không? Ok rồi, nghe chuẩn đọc nè. Pizza for dinner. Đó là ví dụ. One, we're always busy in the office. Đó, always busy in the office. Chuẩn đọc quá trời nhanh. Nếu mọi người thấy khó, mọi người đọc giống Long nên sẽ đỡ hơn, đúng không? Two, would you like tea or coffee? Would you like tea or coffee? Câu 3, give me that big green book, please. Give me that big green book, please. Three, give me that big green book, please. Chị này đọc chậm được rồi. Nói gì vậy? Mấy anh gấp gáp quá. Làm ơn đưa cho tôi cuốn sách màu xanh lá lớn đó. Bốn, there were only three people in the museum. Tuy đọc sao là chữ tuy đọc sao vậy? Chữ tuy đọc sao là thành ra nó khựng khựng nha. Three. Three. Three, hiểu không? Ok, three ha. À, chỉ có ba người ở trong viện bảo tàng. Nghe nè. Four. There are only three people in the museum. There are only three people in the museum. Vừa đọc nhanh vừa nói vần, nó giống sách cơ bản dữ chưa? Câu 5. Listen and repeat. Listen and repeat. Đó. Cũng may là kiểu như là trong cái rủi nó có cái may là cái video của em làm cái âm rất là nhỏ để mọi người nghe xong mọi người đọc đè lên được luôn á. À, cũng hay chứ. Mình nhìn nhận vấn đề cách lạc quan. Trên mới đầu trên nghe video thấy nhỏ không biết sao nghe ta. Nhưng mà nghĩ là nhìn cái khẩu hình miệng của em mà mọi người làm theo được luôn á, đúng không? À, lắng nghe và lặp lại. 6. Let's meet at 6 o'clock. At 6 o'clock. À, đúng rồi đó. Chữ xin lỗi. Thì cũng thấy ra vấn đề không? Thần giao cách cảm thì nó cũng thấy nó có vấn đề rồi đó. Giờ chị chỉnh vấn đề đó rồi nha. Six, thoải mái ra. Five. Listen and repeat. Listen and repeat. Đó, ít ra thì đề đúng. Six. Let's meet at 6 o'clock. Let's meet at 6 o'clock. Rồi, xong bài đó nữa hè. Mọi người có đọc chưa? Đấy, coi đọc được chưa? Yes. À, hãy gặp nhau lúc 6 giờ. Rồi răng rứa món gì nữa. Làm của em về bài học này thì trong quá trình quay phát âm thì sẽ không thể tránh khỏi thiếu sót khi phát âm sai hoặc không là phát âm chưa rõ một từ nào đó, thì không mong mọi người xem và có thể đưa ra những góp ý để em có thể hoàn thiện hơn về
phát âm của mình. Em xin cảm ơn. Mọi người không có góp ý em gì đâu, chị góp ý sơ sơ thôi chứ thật ra không có gì đáng góp ý. Mình thấy là làm vậy là ổn đúng không? Đó, luyện tập chỉ như vậy tới đó là cảm thấy hài lòng một cái bài luyện tập của mình. Thậm chí mọi người có làm không bằng như bạn này, mọi người có làm thì cũng là đáng ghi nhận. Mình nói rồi, có đọc là có điểm, mọi người cứ đọc có ra, có đọc là 8 điểm, đọc ok hơn chút 9 điểm, nhấn nhá chút nữa 10 điểm, đọc nhắm mắt không cần nhìn nữa 11 điểm, lâu lâu nhớ ra câu đó nói lại nữa 20 điểm, trời ơi 100 điểm cho mọi người không có gì mà không xứng đáng đi hết, đúng không? Đấy, cứ một bài như vậy đọc ra, những câu nào mình thấy có thể xài được, dùng được, mình xài luôn. Đó, trời ơi, no it's a secret nè, đó giống vậy, trời ơi, câu này sao nãy nhấn hay vậy ta, lấy xài luôn. Oh, it's a secret, không bí mật mà sẽ không nói bạn biết đâu, chẳng hạn. Điểm nhấn của bài Lâm là chỗ đó đó, lên giọng rồi kia, là mình sẽ từ từ mình sẽ bớt được những cái điểm mà mình không thích trong cái tiếng của mình. Có thể là lúc ghi âm mình nghe lại mình không thích nó, nhưng mà Lâm yên tâm đi, bây giờ là video đầu tiên của em, sau này khoảng thời gian dài chứ chị không nói là những video sau nha, không có thể nào cải thiện nhanh tới như vậy, nhưng mà chưa chắc là những video sau nó cải thiện nhanh được. Nhưng mà sau này có nghĩa là một khoảng thời gian tính theo bằng năm, một vài năm nữa em nhìn lại em sẽ thấy em khác rất nhiều nha. Không thể nào học như vậy mà không giỏi được nha mọi người, không thể nào học như vậy là không giỏi đó, cứ học như vậy là được. Ok, bằng nữa vậy cũng được đó, không có gì đấy đó. Thoải mái đọc lên nha, đọc lên là 8 điểm vậy nha, 8 điểm là giỏi rồi. Ok, bye bye mọi người nha.